hành vi của ngài quả thật rất khác thường. Người phụ nữ thô lỗ với ngài như vậy, vậy mà ngài vẫn ban phước cho cô ta. Ngài đúng là biểu tượng của hòa bình. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, tất cả đều nhờ thầy tôi dạy bảo thôi. Thầy của ngài là ai vậy? Là Đức Sakya Mâu Ni Buddha. Ngài có thể dạy tôi được điềm nhiên an định giống như ngài không? Để tôi dạy cho ngài. Thực ra hiện giờ tôi cũng đang không ngừng học tập. Buddha thường dạy giữ vững lý trung đạo. Giữ được trung đạo sẽ không rơi vào trong đau khổ nữa, trái lại cũng không chìm đắm trong niềm vui. Trung đạo, trung đạo ấy ở đâu? Sakya Mâu Ni Buddha nói mỗi người đều có thể làm được, chỉ cần thức tỉnh liền thấu hiểu được những điều này. Đó là cánh cửa để đi vào chân lý vô thượng. Hết thảy chúng sanh trong thế gian đều là muôn hình dạng trạng của chân lý. Chúng ta cũng xuất hiện trong những hình trạng đó, rồi sau đó chúng ta lại biến mất bằng một hình trạng khác. Ngài ấy đã giải thích chân lý nhiệm màu một cách đơn giản như vậy. Xin ngài hãy nói nhiều hơn chút nữa đi. Những điều này đều là do Buddha chứng ngộ. Hết thảy tất cả chúng sanh đều mang trong mình một kho tàng chân lý, do đó chúng ta chắp tay kính chào. Dù rằng điều này trong thế gian khó được chấp nhận, nhưng phương pháp ấy đã truyền đạt một thông điệp: chân lý trong tâm tôi tương ứng với chân lý trong tâm bạn. Cho dù bạn có ý thức được hay là không, đạo sư của ngài có thu nhận tôi làm đệ tử không? Có chứ. Bây giờ tôi cùng đi gặp thầy của ngài, Sakya Mâu Ni Buddha.